Linh ơi. Dạ. Dì Hiếu ơi, dì vào đi. Có cậu dạ. Sơn kiếm con nè. Anh Sơn. Nó nói ghé thăm con. Linh à, em sao rồi? Em khỏe, anh ngồi đi. Anh mới bay về lúc sáng nè. Anh có gọi hỏi thăm dì Hiếu tình hình gia đình của mình. Nghe dì Hiếu nói là em bệnh mấy ngày nay hả? Nè, em bệnh sao mà không báo tin cho anh biết vậy? Thôi, em biết là anh bận, anh nhiều việc quá mà. Với lại xa xôi quá, em chỉ thấy hơi mệt chút xíu thôi. Anh biết lúc này đại dương khó khăn, nhưng mà em cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Chắc là em phải bán hết số cổ phần chú để lại cho em. Em muốn rời khỏi đại dương. Sao lại vậy? Hay là có ai nhân lúc cậu không ở đại dương chèn ép em hả? Hay tại chuyện con cãi lộn với con Thảo? Trời ơi, con biết tính con Thảo rồi mà, trách nó làm gì? Con cũng biết là Thảo nó muốn cứu vãn đại dương. Con cũng không có trách gì nó đâu gì. Dù sao Thảo mới là con ruột của cô chú, và là người thừa hưởng hợp pháp cổ phần của anh Lâm. Con không muốn xích mích thêm với Thảo, nhưng mà con lo lắm. Vốn dĩ Thảo nó không có kinh nghiệm kinh doanh, con chỉ sợ là cuối cùng đại dương cũng... Mấy ngày nay con suy nghĩ nhiều lắm. Con sẽ bán hết toàn bộ cổ phần của mình, sau đó con gửi ngân hàng. Con sẽ dùng số tiền đó để con lo cho cô chú sau này. Thôi con mệt quá dì ơi, mấy bữa nay con ráng gượng thôi à. Con thấy đau lòng vì anh Lâm lắm. Nếu anh có mệnh hệ gì, con không sống nổi đâu. Con có màng gì số tài sản đó đâu dì. Dì biết là con thương thằng Lâm, lo cho gia đình này. Mà thiệt cái thằng, phải chi mà nó biết suy nghĩ thì đâu có khổ thân con vậy nè. Hiếu có nấu cháo cho cậu ăn nè. Ráng ăn miếng cháo đi mà cậu Lâm. Cậu Lâm. Ủa, cậu Sơn. Chú tránh ra. Cái gì vậy? Mày giết một người đã chết mà khiến bao nhiêu người phải khổ như mày. Mày muốn chết thì mày chết đi, đừng sống phế vật gì nữa. Cậu Sơn ơi, bình tĩnh cậu Sơn ơi. Mày ra đây. Gì vậy? Mày ra đây. Cậu Sơn. Ra đây. Cậu làm đang bệnh chết cậu Sơn. Chết thì chết đi. Mày nhảy xuống chết đi. Vậy đi. Đâu mà cậu Sơn. Chết đi. Mày chết bỏ lại ba mày sống thực vật. Mẹ mày thì nằm liệt giường. Đến như mày sống đau khổ. Mày chết đi. Sao mày không chết cậu đi Sơn ơi. Chết đi. Cậu Sơn ơi. Thôi mà cậu Sơn. Tôi đang nỉ cậu Sơn đó. Tao đã nói tới nước này rồi, mày không chịu thức tỉnh, tao hết cách với mày rồi Lâm. Cậu thông minh, giỏi giang mà không biết suy nghĩ hả cậu Lâm? Tôi không muốn khóc đâu. Càng không phải khóc vì cậu, mà tôi khóc vì tội nghiệp ba mẹ cậu, con Thảo. Cậu Sơn nói đúng, cậu vô trách nhiệm, cậu bất hiếu lắm. Bỏ mặt ba mẹ bệnh tật, bỏ mặt em gái bơ vơ gánh vác cả công ty. Cậu thì đối với cậu quan trọng, nhưng tại sao cậu không nghĩ cậu đối với người nhà này cũng rất quan trọng? Cậu đau lòng vì cô Thi ra sao thì họ cũng đau lòng vì cậu như vậy. Nếu cậu vì cô Thi mà đau lòng thì cậu nghĩ đi, ba mẹ cậu còn đau lòng cỡ nào nữa. Vì bệnh tật, vì đau buồn, có khi hai người đó còn ra đi trước cậu nữa kìa. Thôi, buồn quá tôi nói vậy thôi. Nhưng mà tôi biết chắc là cậu không bao giờ nghe lời ông già này.
để tôi được cậu qua giường nằm. Con muốn ngăn cháu. Tôi không nghe lầm, cậu mới nói gì vậy? Con muốn ngăn cháu. Cháu, con liền, đợi tôi xíu nha. Cháu nè cậu, để tôi đốt cho cậu nha. Ăn đi cậu Lâm. Cậu ơi, bà Hiếu ơi, cậu Lâm về ăn cháo được rồi. Cậu ơi, bà Hiếu ơi. Anh hai, ba ở phòng này nè. Anh Lâm, anh vào với chú nha, để em qua đón cô. Ừ. Ba, con xin lỗi ba. Những ngày qua con chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, con không bận tâm gì tới ba mẹ hết, không quan tâm tới em gái con. Bây giờ con thông suốt rồi ba, con sẽ không để ba lo lắng cho con nữa. Con sẽ tìm cách điều trị cho ba. Về ba. Mẹ. Lâm. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con không cần phải xin lỗi gì hết. Ba mẹ không bao giờ giận con. Bây giờ con khỏe mạnh như vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay á, mẹ nghe tin anh hai chịu ăn uống, dần hồi phục lại, nên bệnh tình của mẹ đã thuyên giảm nhiều rồi. Bác sĩ nói tâm bệnh của cô đã được giải tỏa, nên bây giờ cô hồi phục nhanh lắm. Ngày mai cô có thể xuất viện rồi đó. Ừ. Từ nay anh sẽ lo hết mọi chuyện. Hai đứa không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Dạ. Mẹ, con đi xin phép bác sĩ đưa ba về nhà chữa trị nha. Như vậy sẽ tốt hơn. Bây giờ con sẽ đi gặp bác sĩ để trao đổi về bệnh tình của ba. Nếu cần thiết thì mình đưa ba ra nước ngoài chữa trị. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ thôi, mình cũng phải thử nữa mẹ.